Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, đúng 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9, chuyên cơ đưa Tổng thống Joe Biden từ thủ đô New Delhi đã hạ cánh sân bay Nội Bài. Tháp tùng Tổng thống Joe Biden có Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper, Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan, Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống John Kerry, Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia John Finner, Phó Trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh Quốc gia Kurt Campbell, Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Crittenbrink, Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Mira Rapp-Hopper, Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Tarun Chopra. Đón Tổng thống Mỹ và đoàn tại sân bay có Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước Bộ Ngoại giao Nguyễn Việt Dũng, cùng một số cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương Bộ Ngoại giao. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Joe Biden đánh dấu 10 năm hai nước xác lập và triển khai quan hệ đối tác toàn diện 2013-2023. Ông Biden là Tổng thống Mỹ thứ 5 thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Chuyến thăm là sự tiếp nối các chuyến thăm Việt Nam trong gần 30 năm qua của những người đứng đầu Nhà Trắng, gồm Tổng thống Bill Clinton năm 2000, Tổng thống George Bush năm 2006, Tổng thống Obama năm 2016 và Tổng thống Donald Trump năm 2017. Trong chiều nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Joe Biden tại Phủ Chủ tịch. Sau lễ đón, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng thống Joe Biden sẽ tiến hành hội đàm và phát biểu với báo chí sau.